Xin chào tất cả các bạn. Mình đang sử dụng điều khiển học để chỉnh từ xa cái tính năng của cái âm ly 5.1 Yamaha này nhé. Và chúng ta đang nghe cổng AUX kết nối điện thoại, máy tính, TV. Và hiện tại mình đang kết nối máy tính. Đây là một cổng thông dụng mà mình sẽ tặng kèm cái sợi dây này khi các bạn mua máy. Và hiện tại cái loa mình đang gỡ hết cái phần lưới ra. Thì lưới ở đây nè các bạn nha. Đó, Yamaha. Lưới đầy đủ, phần loa và súp luôn. Chút nữa mình sẽ gắn vào để các bạn nhìn rõ hơn tổng thể của cả dàn máy. Còn hiện tại chúng ta sẽ quan sát được cái phần tiếng loa ở bên trong. Đây các bạn, một cái màn giấy 8cm luôn. Và cái đường gân của nó là gân bằng vải. Đó, nguyên zin các bạn nhé. Còn cái loa center thì khá là lớn và cho hai cái phần mid trap. Bản thân con này đánh mid và tiếng trap luôn nhé. Còn cái phần bass thì do cái phần súp điện này làm việc. Các bạn đang nghe một cái bài nhạc DJ Soundtech ở trên YouTube. Và các bạn có thể cảm nhận được công suất của con này rất là tốt. 5 loa, mỗi loa đánh trung bình 30W. Và đặc biệt cái center này thì gấp đôi cái công suất của những cái loa còn lại. Và khi các bạn chuyển qua chế độ 5.1 á, thì cái loa center này nó sẽ cho âm thanh lớn nhất và nó sẽ nhấn nhá nhiều nhất phần mid trap ở cái con center. Còn cục súp này thì các bạn có thể thấy đây là một cái súp điện. Súp điện và súp điện này nó được kết nối và truyền tải tín hiệu qua cái sợi dây cáp của hãng luôn. Và cái âm ly này thì đánh hai kênh chính. Này 1 2. Hai cái kênh trước nè. Còn cái cục súp điện này là nó xử lý âm thanh của cái phần súp bass này và nó xử lý được thêm ba loa vệ tinh. Thì khi đó công suất nó sẽ chia đều ra. Đó, công suất chia đều ra và nó sẽ cho một cái phần công suất tốt hơn khi mà tập trung tất cả cái phần công suất vào một cái âm ly. Và đương nhiên con này cũng có cổng optical, có hai cổng optical luôn các bạn nha. Hai cổng optical thì một cổng ở phía sau. Và một cổng ở phía trước. Đây là các bạn, một cổng nè, đó. Đây là cổng analog mình đang chơi nhạc và cổng analog thứ hai nằm kế. Đó, và còn đây, các bạn có thể gạt cái nút, gạt cái nút. Đây, cái phần nắp này xuống và chúng ta sẽ tinh chỉnh được một số tính năng cơ bản, volume, chuyển cổng. Tắt nguồn, mở nguồn. Và ở đây là cổng analog số 2. Còn cổng quang số 2 ở đây luôn nè các bạn đấy. Các bạn gắn ơn trước hay ơn sau đều được. Cái đầu âm ly này thì có bề ngang bằng một cái dàn xe chung. Nó nhỉnh hơn một cái dàn Onkyo một chút, tầm khoảng 28cm. Những cái đầu của đề nông thì khoảng 26-27. Còn con này 28. Còn Onkyo là 27.5. Yamaha đây, còn đây là Yamaha các bạn nhé. Và nó được trang bị cái công nghệ TrueBass của Yamaha. Công nghệ Samfin DSP của Yamaha. Và còn đây là hai con chip giải mã của hai hãng âm thanh vòm nổi tiếng thế giới, đó là Dolby Digital và DTS Surround. Và chúng ta sử dụng điều khiển để tinh chỉnh cái phần SuperBass TrueBass này của hãng Yamaha các bạn nha. Các bạn muốn nhồi cái phần âm bass lên, bass cực kỳ sâu từ cục súp thì nó chúng ta sẽ bật nó on lên. Đấy, và đây là cái nút chuyển cổng này nằm ở trên đầu âm ly cũng có và nằm trên điều khiển cũng có. Digital số 2, số 1, cổng vi giéo số 2 và cổng vi giéo số 1. Thì cổng vi giéo là... Đấy, có 3 cổng analog, thì tổng cộng là có 3 cổng analog, 2 vi giéo và 1 TV. Thì cái tên nó đặt là như vậy thôi các bạn nha. Thay vì đặt tên 123 thì nó đặt là... vi giéo 1, 2 và TV và cổng digital số 1, 2. Chúng ta sẽ chơi tiếp nhạc trữ tình. Thì con này các bạn muốn nghe nhạc hai kênh stereo thì 1, 2 và chơi với cục súp. Khi nó biến thành 2.1 thì các bạn tắt cái chế độ 5 kênh đi. Mình tắt chế độ 5 kênh các bạn nha. Mình để chế độ 2 kênh. Mình tắt chế độ bass đi luôn.
trinh bụi bướm quân hành dọc ngang đời lĩnh ba tháng quân trường mồ hôi đổ ngày đầu tiên bỡ ngỡ tay súng với nhịp đi lâu dần rồi chẳng có căng chi chín mươi hai ngày lễ bạn bè vui vẻ còn một đêm nay trước phút chia tay hồi tâm sự vơi đầy. Cục súp với cái thùng loa rất là lớn, bát 18, màn giấy và gân là cũng là gân này là gân cao su khá là dày. Và các bạn có thể thấy được cái thùng loa súp này nó rất là lớn, nó cao và rất là sâu, do đó cái âm bát cộng hưởng của nó rất là lớn. Và con này nó bản thân nó là một cái súp điện. Cái súp điện thì thường giá thành lúc nào cũng cao hơn một cái súp hơi các bạn nha. Thứ nhất là bản thân cái súp điện là nó có phần công suất ở bên trong. Nó có công suất ở bên trong, nó xử lý cái phần âm bát. Nó xử lý riêng cái phần âm bát. Nó không có chịu ảnh hưởng của cái phần âm ly. Âm ly mà đánh súp hơi thì nó phải đánh được tổng cộng là 5 loa này cộng thêm một cái loa súp hơi nữa là tổng cộng là 6 loa. Còn những cái dòng mà có súp điện hỗ trợ như vậy á thì chỉ cần cái đầu âm ly đánh 5 loa này thôi. Cái súp điện nó sẽ chơi tự nó chơi cái tiếng bát này. Nó có công suất ở bên trong. Nó có tăng phô ở bên trong và nó có mạch xử lý đầy đủ ở bên trong giống như một cái amply này nhưng mà nó cắt tầng ở cái dải bass đó, do đó cái súp điện lúc nào giá thành nó cũng cao và những cái dàn 5.1 có cái phần súp điện thì giá nó cũng cao hơn, nhỉnh hơn những cái dàn có súp hơi, nó không quá phụ thuộc vào cái đầu amply không. Và thứ hai nữa là cái đầu súp điện á, cái cục súp điện nó rất là nặng, con này là trên 10 kg các bạn nha, nó rất là nặng, do đó nó cũng chắc, nó đầm, nó chắc nữa, nó đánh nó hạn chế cái việc rung lắc, tại vì nó nặng, thật sự nó nặng nó cũng đầm, tiếng bass đánh ra nó hạn chế cái việc rung lắc và tạo cái bị cái rè. Rồi chúng ta sẽ gắn lưới vào và sau đó chơi tiếp nhạc. Đây các bạn, mình đã gắn lưới đầy đủ cho 5 loa và cục súp. Đây các bạn, màu bạc phối với màu đen rất là đẹp luôn, đi cùng với cái tem Yamaha ở trên mỗi cái phần lưới nè. Đấy, Yamaha là chuyên về âm thanh sân khấu, âm thanh 5.1 vân vân. Phần chân của cái loa nó có cái phần ốc để có thể bắt lên một cái chân đế cao, nói chung là những cái chân bằng sắt á, hoặc là các bạn có thể treo lên tường. Với hai cái bát này thì cực kỳ chắc chắn luôn và nó không có bị nghiêng. Đấy, bắt lên tường tiết kiệm được diện tích. Và khi các bạn chơi cái 5 loa này ở 5 hướng khác nhau, hai loa này là hai loa chính nằm ở bên hai bên TV, giữa TV, một súp đặt dưới đất và hai cái loa surround thì các bạn đặt xa ở bên góc tường, hoặc là các bạn chính xác là các bạn đặt ra phía sau lưng luôn thì cái âm thanh 5.1 nó sẽ hiện rất là rõ, nó biến cái phòng của các bạn thành một cái sân khấu thu nhỏ, một cái hội trường, một cái rạp xem phim hoặc là một cái stadium. Đấy,
một cái sân vận động các bạn nha, để các bạn coi cái chương trình thể thao hoặc là coi tivi vân vân. Và bản thân cái loa này nó cũng có một cái góc nghiêng, nếu các bạn muốn đặt nó dựng đứng như vậy hoặc là các bạn đặt xéo lên như vậy đấy, khi mà các bạn đặt ở trên mặt bàn á thì nó sẽ hướng lên cái tai nghe của chúng ta. Con này nó tính toán cũng khá là kỹ lưỡng nhé, rất là nhiều cái cách để bố trí. Hoặc là các bạn làm loa vi tính thì kiểu này là thích hợp nhất cho cái loa vi tính nè. Chúng ta xem một cái trailer các bạn nhé. Chúng ta cảm nhận là sự sôi động và một cái công suất của cái dàn máy 5.1 này của Yamaha nó mang lại thôi. Chứ thật sự là nếu mà các bạn muốn cảm nhận thực tế ở ngoài nó nghe sẽ hay hơn rất là nhiều, vì cái âm bass từ những cái âm bass từ cục súp điện và năm cái loa này nó ở đúng năm hướng của nó thì nó sẽ cho cái phần âm thanh vòm 5.1 hay hơn, sống động hơn chứ mà. In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Destiny still arrives. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Avenger Infinity War. Và mình xin liệt kê một chút về cái phần chiều cao của loa. Con súp này có chiều cao là 40 và chiều sâu của nó là 39cm luôn. 39 luôn, rất là sâu nha. Và mỗi loa vệ tinh này cao khoảng 15cm các bạn nha. Đấy, và con súp này khá là lớn. Và cái súp này thì các bạn đặt ở bên dưới cái tivi, ngay giữa tivi luôn đấy, và nó sẽ cho cái hiệu ứng âm thanh 5.1 tốt nhất khi các bạn đặt đúng vị trí của loa. Và đặc biệt là cục súp các bạn phải đặt dưới đất nhé, hạn chế việc rung lắc, và nó sẽ tạo hiệu ứng bass cộng hưởng với lại cái mặt sàn tốt nhất. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình nếu cảm thấy thích dàn âm thanh 5.1 của Yamaha này. Và cũng hãy tham khảo đầy đủ thông tin giá thành, thông số kỹ thuật bên dưới mỗi video, hoặc Facebook, Zalo, website hangnoinhienvuo.com các bạn nha.